Em Trực xin chào tất cả các quý anh chị. Thì trước khi đi về chi tiết hai đất của xã Dương Tân thì em sẽ giới thiệu vị trí trước từ góc nhìn flycam. Góc nhìn này là vị trí lô đất và con đường đi em đã đánh dấu sẵn. Còn cái hướng theo hướng mũi tên này thì mình ra được đường Hương Lộ 62. Ở đây quý anh chị em đã đánh dấu. Cái góc nhìn bên phải này là mình hướng lên xã Khánh Phú của huyện Khánh Vĩnh. Và đây là toàn bộ khu dân cư dọc theo đường Hương Lộ 62. Và còn cái góc nhìn này thì mũi tên em đánh dấu là ủy ban Dương Tân, bên phải là trường học Dương Tân và trái xe là hồ cây sung, khu sinh thái. Và còn cái hướng này thì mình đi ra được tới cao tốc Bắc Nam 5 cây, đi một đoạn nữa là tới ngã tư Hương Lộ 62 và quốc lộ 27. Cái góc nhìn này thì chắn bởi ngọn núi nên em không có quay xe được. Và cái con đường này em đánh giá mũi tên là hướng đi vào hai lô đất. Em quay từ từ để quý anh chị cho mình sẽ hình dung. Thì đây đi từ vào quý anh chị, góc nhìn này là mình thấy được cái con đường đi vào lô đất rồi. Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết hai lô đất. Đây là đường vào lô đất mình nha quý anh chị. Đường đất cấp phối. Lô đất mình thì nằm trong khu dân cư luôn. Phía xe kia là đường liên thôn. Mình đi ra rẽ bên tay phải này, mình đi tới chợ Dương Tân, ủy ban Dương Tân và trường học Dương Tân. Còn đây đi tới lô đất của mình. Lô đất của mình thì đã làm ranh giới hết rồi. Đây, vậy họ đang đo đạc đây. Cá xương hẳn hoi. Thì tổng diện tích hai lô đất của mình á, mỗi lô là 346m và 392m, mỗi lô đều ngang 10. Có 60m đất ở. Tới chỗ này là một lô từ cái ranh giới này sang màu đỏ này, mình đi ngang qua tới cái trụ này á, cái ụm đó này nè, chỗ ụm gốc mối này là 10m, và từ 10m này đi ngang bên kia cũng là 10m, và chạy dài ra phía sau. Phía sau này là quý anh chị, đất đây, đây là mặt bằng lại nha. Dọc theo cái trụ bê tông này chạy ra phía sau, quý anh chị lên xem đất á, đi tới tận phía sau là thấy có cái dây màu đỏ. Thì từ cái trụ màu đỏ này mình chạy ra cuối đất là dài là khoảng là 33m. Cái này là lô thứ hai cũng đã làm ranh giới hẳn hoi, cũng chạy dài ra phía sau nha, là 33m. Thì từ vị trí hai lô đất của mình đi lên con đường liên thôn này là khoảng chừng là 40m. Cái điểm từ đầu tiên cho lô đất của mình đó là nó là hẻm cục, đường cục, và thứ hai điểm thứ hai là đường để cấp phối, nhưng bù lại giá của nó rất là rẻ, chỉ tầm là 2 triệu đồng mét vuông thôi. Lô B 142 là giá 860 triệu, và lô 392 mét giá của nó là 900 triệu. Con đường đá phố này hiện tại còn rộng là 3,5 m. Hiện tại thì để các bản trích lục hết rồi, em sẽ có hình bản trích lục của hai lô cho quý anh chị mình tham khảo. Tại đây, đây là cái con đường liên thôn.
chạy đây thẳng tới Hương Lộ 62. Thì từ cái vị trí lô đất của mình mà ra Hương Lộ 62 á là 400 m, hướng này mình cũng ra được. Thì từ ngay cái con đường Hương Lộ 62 đi tới ủy ban tầm là 600, chợ là hơn 600, về tới trường tiểu học Dương Tân, trường trung học cơ sở Dương Tân và trường mầm non là cũng hơn 600 m. Cách khu sinh thái hồ cây sung là khoảng chừng là 22 cây nha quý anh chị, rất là gần luôn. Nói chung lô đất mình thì nằm trung tâm xã Dương Tân, hai điểm trường như em nói đều đáng tiếc cho lô đất của mình, nhưng bù lại giá rất là rẻ. Khu ở đây, khu dân cư ở đây là rất là đông nhưng mà cũng rất là yên tĩnh, không có ồn ào. Em quay một đoạn lần nữa cho quý chị nhà mình dễ hình dung khu vực dân cư, đường đi và cái lối đi vào của lô đất. Từ thành phố Nha Trang mình đi lên tới tận đất là khoảng là 22 cây nha quý chị, rất là gần. Lô đất mình thì cách Hương Lộ 62 tại ngã tư Hương Lộ 62 và đường Gai Bá Quát là hơn 6 cây. Đi lùi lại một đoạn là mình tới con đường cao tốc Bắc Nam là khoảng chừng 5 cây quý anh chị, rất là gần. Đường Bá Quát phố này ô tô đi được nhưng mà gạch cao phải đi được, tầm thấp thì đi hơi khó cho mình. Thì với giá bán là 2,5 triệu một mét vuông cho tổng diện tích hai lô, mỗi lô là 346 m và 392 m. Thì giá này là cũng còn rất là rẻ so với một lô đất có thổ cư. Quý anh chị nhà mình đó, có nhu cầu đi xem hai lô này thì alo em trực có số điện thoại là 084321 8679 bên góc phải màn hình. Và quý anh chị đừng quên đăng ký kênh để theo dõi con em gấp những lô đất tại huyện Dương Khánh hay ngôi nhà tại huyện Dương Khánh để quý anh chị như mình tham khảo. Em thực xin chân thành cảm ơn.